Dạ Linh xin kính chào quý ông bà cô chú, các bạn các nhỏ đã đến với kênh Hương Nữ Cà Mau. Bữa nay thì Linh sẽ nấu món bún mắm với ông bà cô chú các bạn. Thì ở đây là Linh đang lượt mắm nè. Cái mắm mà bữa nay Linh dùng là Linh dùng cái mắm cà phê. Thì nấu cho nước sôi rồi Linh bỏ mắm vô đây Linh dạo. Để mình bỏ cái phần xương đi, mình giữ là cái phần thịt để mình nấu. Nãy giờ Linh dạo lúc này là cái phần xương nó cũng sắp ra rồi nè. Phần thịt nó gã ra để mình nấu. Nấu món bún nước lèo hay là lẩu mắm rồi chủ yếu là cái mắm, chất mắm nó ngon á là mình nấu cái nồi nước lèo nó sẽ ngon à. Thì bữa nay nấu nước bún nước lèo là ở đây có cá lóc nè, thịt, ngải bún, tôm. Tôm này tại đem ra gã đông nên nó nhìn nó không có được tươi. Cũng là tôm sú Cà Mau, rồi xíu sả cho nó thơm. Thì món này nấu cũng dễ lắm bà cô chú các bạn. Mẹ Linh ở dưới thì đang phụ Linh rửa rau. Mẹ thì bữa nay là có rau ăn với rau bông điên điển nè, rau muống rồi bắp chuối. Bữa nay là lần đầu tiên Linh trổ tài nấu bún nước lèo cho mẹ thử á. Anh An thì hồi bữa có ghé nhà hàng Thôn Nữ Cà Mau ăn rồi. Bây giờ nước nó sôi dữ rồi nè. Dạo lại. Mà cái gỗ lược nó hơi dày, không biết dạo có xuống thịt không nữa. Đây, Linh sẽ dùng cái gỗ lược này để lược mắm. Chủ yếu mình bỏ cái phần xương thôi. Phần thịt mình giữ lại. Nấu để cho nó ra cái chất mắm. Mắm nóng lên thơm dễ sợ. Giờ lên dạo cho cái thịt nó đi xuống. Tại trong đây là còn thịt nhiều lắm. Múc miếng nước ở dưới chị. Dạ. Bữa nay mẹ lên làm phụ. Mình để đây đi cho nó từ từ nó gã cái nước xuống. Thịt cá nè, mẹ lên rửa xong rồi, giờ lên đem xuống cho mẹ sắt. Mẹ sắt thịt này thôi hay mẹ. Dạ. Cắt ra dạ. Cắt làm hai khúc thôi mẹ. Mình để nấu cho nó đừng có bị gã con cá. Rồi bây giờ là cho nó hết chất mắm gì là được rồi nè. Cái phần xương này Linh bỏ đi. Đây Linh có cái son nè, mình sẽ bắt cái son nước này lên để mình nấu. Sẵn có xả băm mà Linh phi xíu xả băm luôn. Cho dầu ăn vô. Mình cho xíu sả vô. Cho nó thơm. Cái này cho ít ít thôi, không cần cho nhiều. Dạ. Dạ mình cắt đủ ăn thôi mẹ. Tại nhà mình ít người mà. Phi cái tỏi với cái sả lên nó thơm. Nấu lẩu mắm thì ông cần dùng ngải bún, nhưng mà bún mắm thì mình cần phải cho ngải bún vô cho nó thơm. Thì cái này là cái ngải bún nè. Mình ra ngoài chợ mấy cái tiệm bán rau á, người ta nói người ta bán ngải bún là người ta bán nè. Mình bỏ vô cái nước dùng á cho nó thơm cái nước dùng của nồi bún của mình.
Dạ, mẹ đập dập dập giùm con luôn. Trời, bữa nay mẹ lên phụ bếp vậy. Mẹ làm hết trơn rồi. Nè mẹ. Ở đây mình nấu bún nước lèo mẹ hay dùng mắm ở đâu mẹ? Mẹ chưa nấu bún nước lèo. Mẹ chưa nấu bún nước lèo à? Dạ, bữa nay con nấu thử mẹ ăn được không? Bữa con nấu lỗ mắm mẹ ăn thấy được không mẹ? Có mặn quá không mẹ? Dạ. 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 Giờ nó thơm mà nó vàng à. Linh sẽ cho cái nước mắm vô nè. Đó. Đầu cái nồi nước dùng nó thơm mày. Con đem xuống đây con đập xả với mẹ luôn. Đây. Mày bỏ vô cho cái nồi nước dùng mình nó thơm. Bún thì mình đập phân nửa thôi lên ha. Dạ. Cũng có 5 ngàn mà ông bán nhiều quá trời. Cô kia mua 10 ngàn rau thì bán hơi ít. Tùy người bán. Con đập mấy cọng này ha mẹ. Thêm miếng ớt cho nó the the. Bé Su cũng ăn cay được không mẹ? Dạo này giờ này là bé em đi dạy rồi. Xíu nó mới về. Rồi con đem cái này lên con bỏ cho cái nồi nước. Nước dùng. Cái ngải bún này công nhận mình mới đập cho nó thơm thế nè. Bỏ hết vô cái nồi nước dùng ha. Giờ lên cho thêm xíu nước nữa vô cái nồi nước dùng. Đợi nó sôi lên mình hãy cho cá vô. Nước nó chưa sôi cho cá vô sợ cá nó tanh. Cá mẹ lên cắt rồi luôn nè, thịt mẹ cũng lên cắt rồi luôn. Cá lóc. Ăn bún mắm thì thường ở dưới quê Linh sẽ có cá gì ăn cá đó. Ở trên này có cá lóc, ăn cá lóc, mình ăn cá lóc, cá phi, cá đói. Cá gì cũng được hết trơn á. Cá lóc này thì nó ngon. Được cá lóc đồng thì ngon hơn. Cá lóc nuôi thì nó to. Mỗi cái nó sẽ có một cái ưu khuyết điểm khác nhau. À, nên niêm cái nồi nước dùng này. Cái nồi này là mắm nó đã hơi mặn rồi đó. Nên là mình cho xíu bột ngọt. Thường lên nấu lên ít niêm bột ngọt. Nhưng mà bún mắm thì mình phải niêm bột ngọt. Để cho nó dịu cái mắm xuống. Với xíu đường. Dạ bây giờ nước mắm nó sôi rồi, Linh sẽ bỏ thịt với cá vô luôn. Cá này to quá. Linh cho thịt heo vô luôn. Mẹ Linh sắc sẵn luôn, rồi mình cho vô. Xào xả với thịt cũng được, cho thịt nó thơm cũng được, hoặc bỏ vô trực tiếp vậy thì cái thịt nó béo. Cho topping vô cái là nó đòi đầy lên một son rồi nè. Nhìn hấp dẫn rồi đó. Nhưng mà không biết niêm niếm sao.
Ôi, cái sả em thấy nãy giờ nó bung ra nè. Kệ nó cho nó thơm, một xíu rồi vớt ra. Cái sả đây nó bán hơi hiếm à, phải sả tươi nó thơm không? Vậy cũng được rồi. Rồi bây giờ đợi cá chín, thịt chín nữa rồi mình nêm nếm lại. Trong lúc mà hả đợi cái thịt với cái cá nó chín, lên qua đây lột luộc tôm để mình lột luôn. Linh mới vừa hả luộc tôm xong á thì quay qua đây là cá đồ chín rồi nè, vớt vào cái sả này ra được rồi, lúc này nó cũng hết thơm rồi. Nãy giờ Linh quậy quậy cái nó bung ra nè, vớt cái này ra mình bỏ để mình gấp cá đồ ra cho nó dễ không bị vướng bận. Giờ Linh gấp cá ra để lâu quá cá nó gã. Cá vừa chín tới ngon. Nguyên múc luôn thôi. Nóng mà, mình đang nấu nóng mà. Đặc sản của con cá mà. Đâu với đâu lòng. Biết cái chú đó làm không có để đâu. Có nè, bộ đồ lòng nha. Chú chỉ làm sạch giùm mình thôi. Giờ lên vớt thịt ra để trộn thính nữa. Thơm ha, mắm thì nấu thơm. Mắm nó có cái hậu chua, nó đỡ mặn. Mắm mặn quá, ăn uống nước vậy lắm. Cái mắm này kho mắm được không em? Được, em kho anh chiên gì cũng được hết trơn á. Chiên, chiên như bữa em nói anh hơn. Chiên giấm đường ngon lắm, tại nó chua chua ngọt ngọt á. Rồi cái này là còn nước dùng để lát mình chế vô bún. Thịt ngon quá ha, cái này mình để xuống đem sắc thịt luôn. Sắc thịt để mình trộn thính. Này mình dùng thịt đùi hay thịt ba gọi gì cũng được hết trơn á, nó cũng ngon. Mà ai thích ăn mỡ mỡ béo béo á, thì ăn thịt ba gọi nó ngon hơn. Này lên xắt thịt xong rồi, mình xắt thịt xong rồi ở đây là có thính nè, thính này mẹ lên ở nhà gan sẵn. Và gạo á, cái mình gan cho nó vàng lên cái mình xay nó mịn ra, trộn chung với cái thịt này. Đó, cho nó thơm cái thịt. Ở nhà ăn nên là sắc cái miếng bự bự không à, ăn miếng nào đáng miếng đó. Thơm ha, thơm. Trộn thính xong cái nó thơm. Rồi giờ Linh để qua một bên ha. Linh sẽ bắt đầu hả xẻ thịt cá này ra luôn. Cá mình lấy cái lóc này nó cũng không có xương nhiều, mình lấy cũng dễ nữa. Đó. Thịt to ha, ngon. Sớ sớ. Ăn cái miếng cá nào đáng miếng cá đó. Nóng, lấy ra nãy giờ mà bên trong nó cũng còn nóng. Nó giữ nó âm mỉ. Âm thịt ở bên trong. Con miên của em nó thấy nè, nó thấy. Nó bụng nó liếm lên liếm nè. Nó đứng nó chờ kìa. Thấy thương lắm, đi đâu về nó mừng. Đứng chờ gì vậy con? Cá mình vừa chín tới nó không có bị gã luôn nè, ngon. Rồi, này Linh dẹp qua bên. Ở đây là vừa có tôm,
cá, tôm mẹ Linh cũng lột xong rồi nè, tôm sú bự bự không à. Giờ Linh qua Linh nêm lại cái nồi mắm nữa là được rồi đó. Nó sôi dữ rồi nè. Linh thử cái nồi mắm nó vẫn còn hơi mặn á, nên là Linh sẽ cho một xíu đường vô. Này ông bà cô chú các bạn mình nêm lại theo khẩu vị gia đình mình ha. Nè, cái này Linh cho thêm đường vô. Nãy Linh mới nêm bột ngọt với xíu đường á, nhưng mà thử nó hơi còn hơi mặn mặn á. Cho xíu đường vô. Được rồi đó. Linh tắt bếp. Bị khó ăn rồi. Giờ bắt bún luôn ha, rồi đợi xu về mình chan nước lèo. Cho bắp chuối. Giá. Xíu hẹ rau thơm mình trộn dưới này cho nó thơm. Mấy rau kia lát ai ăn nhúng thêm ha. Cái ít ít. Bữa nay thử ngày đầu tiên nấu bún nước lèo. Cũng hấp dẫn lắm chứ bộ ạ. Cái bún này là mua về mình trụng ha, để cho nó đừng có hôi. Bốn người bốn tô. Này chủ yếu mình ăn rau rồi, độn thêm nó không có ngán. Để coi mẹ lên lát ăn chấm điểm thử được nhiều. Coi mở bán bún nước lèo được chưa ông bà cô chú các bạn. Mẹ lên chấm 10 điểm là mốt lên mở bán bún nước lèo chi nhánh Bình Dương. Bây giờ thì mình sẽ cho topping lên ha. Tôm nè. Thịt. Có thính nó thơm dễ sợ. Cá. Rồi lên cho thêm mấy lá rau thơm lên trên mặt nữa là được. Thơm quá luôn bà cô chú các bạn. Lên bắt bún xong rồi, bây giờ thì sẽ múc nước lèo ra để chuẩn bị ăn luôn. Nước lèo phải sôi nè, để cho cái bún của mình nó cũng nóng. Chế lên tôm với cá nè, tại nãy giờ tôm cá mình gấp ra nó nguội á, mình chế cái nước lèo lên để cho nó nóng lại. Giận quá, hấp dẫn quá. Cái nồi nước lèo làm như nó sắc xuống dữ cơ. Sôi dữ rồi. Nó mới nóng được tôm, thịt với bún. Rồi. Hấp dẫn quá. Tắt
bếp luôn. Tắt bếp luôn. Rồi, chuẩn bị mở mặt của chú luôn nè. Rồi, anh kinh ra đi. Giờ tới An xuất hiện nè. Nãy giờ anh An quay phim cho Linh. Rồi, An mời mặt của chú cùng với gia đình An nha. Mẹ ơi, có muốn ăn rồi mẹ ơi. À, phát hiện mẹ Linh đang cài view cho Linh. Đây là bé em của Linh mới xuất hiện, tên Hảo. Năm nay em nhiêu tuổi, giới thiệu mà cô chú. Mắc cỡ. Mẹ ngồi đi mẹ. Dạ. Con vô ngồi luôn đi. Dạ dạ, con đợi anh An lên mẹ. Mẹ thưởng thức thử đi. Mẹ nặng chanh ớt rồi vô cho nó chua lại, để không thôi nó mặn. Mọi người dùng đúng nha. Mẹ An lên, đầu tiên mẹ An lên, nếu mà hơi bỡ ngỡ một chút. Đây, có gao, mẹ ăn gao thêm, mẹ nhúng thêm đi mẹ. Con bắt đại vậy đó. Mình ăn gì mình nhúng thêm. Mẹ cho chanh ớt rồi vô cho nó bớt mặn. Bé em mắc cỡ. Bún đèo với gia đình ăn nha. Mời ông bà cô chú dùng bún đèo. Mẹ ăn bún mẹ. Tự nhiên nha, chú tự nhiên nha. Mời tụi con ăn bún. Dạ. Rồi mẹ bỏ thêm gao vô. Nấu mẹ nhiều quá vậy. Ăn no cho nó. Tại gao không á mẹ. Độn lên á mẹ. Không có nhiều bún hết trơn á. Cho chanh ớt vô cho chua chua. Con không ăn sao ạ? Chưa, để con chọn. Chắc là ăn cho mẹ miếng. Em có ăn cái này không? Thôi anh ăn đi. Ai thích gì ăn đó. Gạo nhiều quá hả mẹ? Ngon. Em ăn viên biển. Dạ. Ở viên biển này ăn nhẫn nhẫn cũng ngon hả mẹ? Nói chung thơm quá. Thơm mà không biết thơm. Ngon không? Để coi. Mẹ coi mở quán bán bún nước lèo được chưa mẹ ơi? Viên biển nha. Có cá, có thịt đó mẹ ăn gấp thêm mẹ. Nha. Mời ông bà cô chú các bạn. Cái mắm này nó chua chua hay là chua dạ, không? Nó chua chứ nó không có ngọt, nó không có mặn nha, hung hay mẹ. Mắm mấy cái kia là mắm cơ đốc. Nó đỏ mẹ. Ngon cái này cũng giống như đặc sản ở dưới con vậy mẹ. À. Ở Trà Vinh người ta nấu bằng mắm bồ hóc. Dạ. À, có nhỏ cháu nó tặng chân hũ mắm bùa hốc mà không biết ăn để chứ. Dạ. Ăn nhiều vô. Chấm cá mà ăn vô. Ngon không? Làm chị hai nổi lỗ mũi. Nó lạ hơn bún mắm trên mình. Bún mắm trên mình con thấy người ta bán nó ngọt ngay rồi mẹ. Ngay rồi. Chứ nó mặn, nó mặn mà ngọt ngay à. Nó nấu bằng mắm ở Châu Đốc đó con. Dạ. Mắm cá, lóc, sạc á. Mắm sạc, dạ. Mắm linh. Mắm linh. Dạ. Tôi cảm nhận đã tụt. Lần đầu tiên ăn thì nấu sao? Thì ngon. Ngon không? Dạ. Trên này nó nấu ngọt quá. Cái này nó có cái vị chua chua lạ lạ miệng mẹ. Con bỏ thính vô nghe thơm thơm nè. Dạ. Cái thính con trộn với thịt đó mẹ. Thính ở nhà mình làm nó thơm. Thơm. Dạ. Anh An kêu con về đây mở bán bún nước lèo. Cái này bún nước lèo Cà Mau. Dạ. Bữa con với Linh đi Sài Gòn á, ăn cái em chị đó cũng là gốc Cà Mau á. Chị nấu cũng ngon, chị bán đắt lắm. Cho mẹ miếng. Cho mẹ miếng thanh giấy. Em ăn thêm dưới còn.
Bữa anh đang về con bán ăn hai tô luôn á mẹ. Bữa mấy em chị về chơi vui ha, lần đầu tiên chị Long cũng được ăn cái bún đó đó. Chị Long ăn tính. Mặn luôn. Mặn luôn mẹ. Nấu nhiều quá mẹ ăn hết. Ăn này ăn mặn được. Cái giải cảm luôn. Các bạn mặc túi cá nha. Trước giờ chỉ ở Hậu Kỳ, hôm nay mới được lên trực diện. Nãy giờ anh An cũng quay phim đó. Okay. Bông điên điển thì nó có hậu nhảnh nhảnh đúng không? Dạ. Cái mùa nó nổi mà. Người ta nấu với cái này với cá linh nè. Canh chua. Canh chua cá linh. Cá linh là dùng An Giang đó. Đồng Tháp dùng nào nước lực nổi có cá linh nhiều. Bữa linh nhà bạn con á, Chiến á. Mẹ Chiến nấu, nhìn thấy linh nấu nấu quá đọt cái mẹ. Chiến mua bằng biểu điểm này là về với cái linh mẹ nấu thêm cái cách canh chua chứ. Thịt trộn thính mình mới bỏ vô thơm thì các mẹ. Dạ cá nhiều chưa? Anh ăn đi trời, em còn cá quá trời luôn nè. Chủ yếu ăn bún với nước. Nhiều vô mẹ, nhiều vô mẹ ăn nha. Đến vô mẹ nữa. Vô. Nè, đầu lông nè. Con bắt rau nhiều á, ít bún. Ăn vô. Có chừng xương nha, mấy dĩa xương cho nha. Cho anh ăn cơm à. Còn với anh An sắp hết tô rồi. Hết tô rồi đó. Ăn nhà chiến đấu. Con cũng chắc hết à. Ăn đi phận với nó. Ăn cho nó. Mẹ ăn mặn vô đi. Mẹ ăn mặn vô. Ngon lắm luôn không bà cô chú các bạn. Tự nấu tự khen. Nó mình nóng mình ăn liền như vậy nè nó ngon. Nó nóng. Nóng. Cái mắm này mình muối bao lâu mới ăn được Linh? Dạ tầm tháng là ăn được mẹ. Okay. Thấy Úc đồ muối là tháng. Úc tầm cá mình mần sạch cái mình trộn với thính đó mẹ. Rồi cái hình như ớt muối, ớt nước mắm rồi sao á. Mà nó ra cái hậu chua chua hay mẹ? Không được ăn thơm nương. Với hình như là có thính rượu với giấm nữa. Cái mùi nó chua tự nhiên. Đúng hả? Rồi, nó chua dạ. Tự nhiên. Nó lên men cái nó chua thôi mẹ. Chứ nó không có mặn. Mặn chắc phải bỏ nhiều muối hộp. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì hồi nãy giờ là cả nhà Linh đã ăn xong bún mắm rồi, bữa nay mẹ mới ăn xong, mẹ thấy sao mẹ? Cảm ơn mẹ. Mẹ Linh khen ngon rồi đó, vậy là vài bữa Linh chắc ơi. Linh mở chi nhánh bán ở Bình Dương nha ông bà cô chú các bạn. Dạ thì bây giờ là cả gia đình Linh xin phép là sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở những cái video tiếp theo nha. Bye bye ông bà cô chú các bạn.